Nay là 28 tháng 6 các bác nhé. Tại tháng 28 tháng 6 thì em gửi hai con đà điểu này vào thành phố Hồ Chí Minh. Bến xe miền Đông. Còn đây là những mời em chuột giống. Đây là 10 em chuột giống nhé. 10 em chuột giống thì cái này là gửi về Đê Song Phương. Em gửi về 31 Ngô Thị Nhậm, Hai Bà Trưng. Tiếp theo thì em gửi về Mỹ Đình. Tiếp theo này em gửi về Yên Thịnh, Yên Mô, Linh Bình. Tiếp theo là em gửi về cái này là họ đã chuyển khoản từ bến xe miền Đông. Em đang đợi xe để gửi xuống văn phòng ở Mỹ Đình các bác nhé. Nhật ký ngày 28 tháng 6 rất là nhiều đơn.